Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đăng ảnh kỷ niệm 7 năm yêu, dân mạng bật cười. Ngày kỷ niệm 7 năm yêu là một ngày cực kỳ quan trọng nhưng Phan Mạnh Quỳnh lại đăng bức ảnh khiến dân mạng hết hồn. Ngày 1 tháng 12, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ bức ảnh selfie với bà xã Khánh Vi trên mạng xã hội, kỷ niệm chặng đường 7 năm gắn bó. Bên nhau được 7 năm. Hôm nay đúng ngày thợ đến sửa lại phòng thu nên không đi đâu chơi được. Bước sang năm thứ 8 hứa hẹn vất vả bởi bé con sắp ra đời. Yêu thương nam ca sĩ viết kèm, là ngày quan trọng ghi dấu ấn kỷ niệm nhưng phan mạnh quỳnh lại đăng bức ảnh khiến dân mạng hết hồn trong ảnh cặp đôi xuất hiện với gương mặt khá nhợt nhạt như vừa ngủ dậy đầu tóc bết, dối bời nam nhạc sĩ chưa kịp cạo dâu trong khi khánh vi lấy tay che miệng bài đăng kỷ niệm 7 năm yêu của phan mạnh quỳnh khiến dân mạng không khỏi bật cười ai nấy cho rằng nam nhạc sĩ quá lầy khi không ngại chuyện mất hình ảnh và việc có thể khiến nóc nhà phật lòng dưới phần bình luận khánh vi cũng bày tỏ sự ngao ngán với ông xã trời, không ngờ sơ xảy chút mà đang tấm hình vậy luôn. anh đang ở đâu, vô phòng nói chuyện chút.